Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nhập mã quà nhà mọi người. Ok. Thật sự là rất là nghèo luôn. Phải nhập mã quà mới giàu được. Mã quà cũng khá là ngon các bạn ạ. Vào phát sự kiện gần là nghèo lắm các bạn ạ. Nghèo cực kỳ luôn. Có mỗi hai vé. Nghèo quá, mấy thằng này nó ồn quá trời luôn. Ăn được, ăn ngon nhỉ. Ngon thế. Ngon thật. Tiếp đi nào. Nghèo nhưng mà mấy cái này thì mình chơi tiết kiệm lại rồi mình chơi cũng được khá khá bàn mà. Lên luôn. Các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình sẽ làm video chất lượng cho mọi người cùng xem nhá. Sự là chơi thế này thì rất là chán các bạn ạ. Buồn ngủ ghê. Mà giờ cũng là tối rồi. Được cái gì thì không ta. Quay phát sự kiện nào. Đi 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 ăn cái này đi, ăn cái này đi. Úi giời ơi, được cái gì thế này. Mày cũng ngon đấy chứ bộ. Mình phải chơi hết sự kiện rất là lâu mới được 5 vé các bạn. Còn cái này mình tiết kiệm 2-3 ngày luôn rồi đấy. Mình rất siêng năng cày mấy cái này. Toàn cày mấy cái này tôi chán thật. Không nạp 1.000 nào luôn. Lên đi nào. Thôi chắc là mình dừng clip thôi. Bye bye mọi người nha.